Lần đầu tiên mình xin gửi lời chào tới tất cả mọi người á. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Nghiệp, mình là cựu thành viên tổ ba. Và đứng bên cạnh mình là bạn Trang UD, cũng là cựu thành viên tổ ba. Bọn mình sẽ hát bài hát về vòng trái đất. Các bạn cùng lắng nghe. Các bạn thông cảm ạ, đang lúc thần một chút ạ. Anh ngồi đây luôn bằng mình.